Quân du kích Nigeria liên minh với IS. Tin không xác định được địa điểm cho biết là thủ lĩnh của phiến quân nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Syria và Iraq đã chấp nhận lời thỉnh cầu liên minh của lực lượng Hồi giáo Nigeria Boko Haram. Lực lượng Boko Haram đã giết chết hàng ngàn người và bắt cóc hàng trăm người khác trong một chiến dịch kéo dài 6 năm qua để thành lập quốc gia Hồi giáo ở phía bắc Nigeria. Hồi tuần qua, Boko Haram tìm kiếm các đồng minh, nhấn mạnh đến sự tăng cường hợp tác với các phong trào thánh chiến khắp Bắc Phi và Trung Đông. Abu Muhammad al-Adnani là phát ngôn nhân của phiến quân nhà nước Hồi giáo nhìn nhận rằng lực lượng này đã chậm bước tiến trong những ngày qua vì sự cản trở của lực lượng an ninh Iraq. Al-Adnani tuyên bố trên website của phiến quân nhà nước Hồi giáo rằng họ hoan nghênh lực lượng thánh chiến Hồi giáo anh em tại Tây Phi gia nhập phong trào lập quốc. Phiến quân nhà nước Hồi giáo tổ chức cứng rắn cực đoan theo đường lối của Al-Qaeda đã tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo tại các vùng lãnh thổ đã chiếm được của Iraq và Syria và nổi tiếng khắp thế giới vì chiến dịch giết chóc hoặc bắt cóc thành viên của các dân tộc hoặc các tôn giáo thiểu số, kể cả người Ả Rập và con tin phương Tây, rồi tung lên mạng. Phiến quân nhà nước Hồi giáo đang phải đối phó với cuộc tấn công quy mô của lực lượng an ninh Iraq và quân du kích được Iran hậu thuẫn. Chặng đường tiến của họ vào thành phố Tikrit là quê nhà của Saddam Hussein ở hai cửa ngõ từ hôm thứ Tư 11 tháng 13.